Rồi, chào các bạn nha. Sáng nay mình chuẩn bị đồ để đi thăm Bảy Cắn rồi. Dựng qua dính gắn mini không à. Mong là hôm nay kiếm hàng khủng khủng rồi. Dạ, chuột mình mới bắt vô nè. Mới tắm xương cho nó. Bữa nay mình hết chuột rồi, chắc chiều nay mình phải đi mua chuột nữa. Đấy, dễ thương không? Rồi, cái gì để tới đi thăm mình quay tiếp cho bạn xem nha. Bữa nay mình thăm cái luồng bảy mà mới mới rồi mình lúc trước, cái đây khoảng 3 ngày á. Mình thăm chúng á, bữa nay thăm tiếp 3 ngày rồi, mong là hôm nay cũng bội thu. Dụng qua mini không à, mình gắn bán là như được có 2 con, còn như gắn nuôi không mình thả vô hết trơn. Rồi để cái gì tới điểm thăm mình quay tiếp cho các bạn xem. Rồi tới cái bẫy đầu tiên luôn, cái này vừa rồi ta chưa xịt thuốc cỏ, người ta mới xịt thuốc cỏ chết trơn. Rồi cái bẫy mình lòi trong lỏng luôn, gớm rồi chứ. Trắng trắng rồi. Thôi nó mắc cái bẫy. Bán hàng xui xẻ coi. Mất con chập ba lửa cái. Thì là thấy loại có sức loại giường là ruộng rồi. Nặng ơi. Ù nặng à, hơi nặng à. Ù nặng 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 nặng. Những cây gì á. Cút à. Ù gắn mạnh quá, đã quá đã. Cái này gọi thăm Trung Quốc. Ù cất ỉa ngoài miệng hôm nè. Cái này mình đặt cũng gần nhà người ta. Ủa, hành này khoảng 300 gram à. Ồ, có gắn là mừng rồi. Cái đầu tiên có hàng là mừng quá à. Cái này gọi mình thăm Trung Quốc à. Nặng nặng, hãy nặng nặng, tưởng đâu gắn khủng chứ. Mà nó rướng cái cây. Tưởng nó không có quất ai ngờ đâu bụng lưng con này. Ủa con này khoảng 300 gram. U tức ỉa lụm chân hai đậu miếng hôm lọp nữa. Con này 300 gram à. Cái này gọi thăm chất quất. Ôi lúa mình nó mập luôn. Không vậy à, tên con này lâu nhì rồi, mừng quá mừng quá. Cái đầu tiên có hàng. Ui, da bóng ngời à, gắn máy lột rồi. Để mình bỏ chuột cho đặt lại thôi, chắc mình giờ xích lại đằng kia quá. Cái này giờ sẽ tôi cỏ chết, cỏ chống lỏng hết rồi. Mình đó, mình đó đó, mình con cái mình đó đó. Cái đó vừa rồi dính gắn hoành khoảng 400 gram. Cái này có cái cậu dưới đây. Lúc ban đầu mình đặt á, chỗ này chưa có xịt thuốc cỏ. Họ xịt thuốc cỏ mấy ngày nay. Bỏ thêm con chập ba nữa coi. Cái này đã gò dính gắn hoành 400 gram. Không tỉnh gì không? Cứt đái gì không? Què. Trời ơi, con chuột chết queo nó mất tiêu rồi. Gã xác luôn. Đúng là buồn như con chuồn chuồn. Chuột con chích queo. Rồi để em thay chuột mình đặt lại. Cái này cũng ngon lắm. Cặp mờ ganh cũng ngon cái hồn. Chỗ này mình có một cái nè. Cái này rồi thăm Trung Quốc. Cảnh đồng lúa đẹp quá. Xanh ngơi. Xanh bạc ngàn luôn. Bọn con chầm ba lửa cái coi. Để có sức lội mương coi. Nặng cái nha. Cút nè. Hừ ơi, hổ hành nữa, nhỏ chiếu nữa. Đừng nói bữa nay giống qua nè. Trời ơi, cái tỉa chịu đời nổi không. Hổ hành này nhỏ hơn hổ hành nãy chút. Này khoảng 250 gram. Ngắn này về mình nuôi luôn. Hổ hành đã chịu đời nổi không. Yếm ỉa tùm lum hết trơn. Rồi, để mình bắt nó ra. Mấy gắn nhỏ nhỏ mà không dám mở bao nó sợ nó tung ra kẹt đầu cứ ngắt. Quá trời đậu nữa. Lúa mình nó mọc bông luôn trời. Hôm gà tháng mưa con chuột cái bao lưới á. Bao lúa con chuột nó cắn một chút cái lúa nó đổ ngoài nó mọc thành ruộng. Ỉa. Ui. Đây nè, gắn này về nuôi 250 gram. Ui, ỉa nữa. Sao có cất là có tiền.
Rồi để mình bỏ chuột cho đặt lại. Sáng dưới đây quê Thanh Bình ra kim kêu. Có con gì không đây? Có con găng chứ đừng nói có con chuột nha. Cái bẫy này im lắm. Mà đã gọi thăm Trung Quốc. Có động tĩnh gì không? Cất đá gì không? Thấy có vẻ không ổn, im ghê ta. Rồi. Quốc à. Trời ơi, chuột mình ung dung dễ sợ chứ. Chỗ này ngon quá trời, người ta không dính ta. Mới đặt bẫy nhiều cái không hiểu nổi. Thấy điểm là thấy ngon lắm mà Trung Quốc à. Mấy điểm thấy đặt tàu lao mới dính. Đặt lại, thế nào cũng có hàng khủng. Thì kỹ lại mới được, thời buổi giờ giang hồ hiểm ác lắm. Cái này trước sau gì cũng lụm chắc. Quá trời ngon chỗ này. Mình mới thăm được có mấy cái đâu, mắc hết hai cái bẫy buồn dễ sợ thì. Mình khổ buồn cái là khổ cái là ở chỗ mà cái đồng nghiệp nó lấy cái bẫy của mình mà cái bẫy của đồng nghiệp đặt gần bẫy mình khoảng nửa mét hơn gần mét tủ cỏ kỹ ghê luôn. Mình nghĩ cái bẫy của mình ai ngờ đâu bẫy của đồng nghiệp. Mình không biết làm sao nữa, thôi mình lấy cái bẫy của đồng nghiệp đặt lại chỗ của mình á, cái cách ra có nửa thước rồi mình không có tủ cỏ gì hết, tủ có ít cỏ ở trên. Mình muốn để cho đồng nghiệp đó biết là mình thấy bẫy đồng nghiệp đó mà mình không lấy, vậy mà đồng nghiệp đó lấy bẫy mình thiệt. Sát bên luôn, lấy cái bẫy mình đi còn đặt sát bên khoảng mét. Đây mình có một cái. Mới thăm đâu được 6 cái mất 2 cái. Quá tài chứ. Cái này đừng nói mắc nữa nha. Cái này ai mới bằng cỏ nè. Bữa đó là chưa có bằng cỏ. Buồn như con chuồn chuồn, chuồn chuồn nó bay. Ừ hên cái bẫy còn. Nặng ngày cái chỗ này là bẫy này, cái bẫy này là mình an tâm lắm á. Kiểu mà hy vọng nó dính á, lại có đường, cái đường luồn nó đi ngon lắm. Mà đã gọi thăm chất quốc. Quốc à. Ủa ngủ anh chập bá luôn, quá đã quá đã. Lấy vốn là hai cái bẫy kia rồi nè, cất nỉa ngoài nè, đẩy chân như hôm nè. Nghi lắm mà. Ồ, con này cũng 800 gram à. Nè cái phanh đó các bạn thấy không? Chập bá luôn. Quá đã, trời lú đầu rồi kìa. Ồ, con này quá đã rồi. Cất nỉa tùm lum chưa. Này có hàng khủng rồi. Tưởng đâu mini giống như hôm qua chứ, sáng dính hai con mini tưởng đâu giống như hôm qua là thôi rồi luôn, về gắn không ăn cứu quá cho ăn mì gói thiệt luôn chứ không phải vẫn chơi đâu. Thành quá dính con này bù lại hai cái bẫy mày nữa. Mình đặt bẫy này giờ gặp bẫy đồng nghiệp biết bao nhiêu nữa, chúng đời nào lấy cái bẫy đồng nghiệp ấy, kỳ cục, mình bị mắc hoài, bị lấy hoài, kỳ quá. Cuộc sống này khắc nghiệt quá. À, làm nghề gì cũng vậy bạn ơi, mình đừng nên dạng như ăn cắp. Cấp mà của dạng như của đồng nghiệp mình đó thì làm bể gắn là ai cũng biết là cực khổ lắm, cuộc sống khó khăn mưu sinh đi sống với gia đình này nọ mà đi ăn cấp bẫy của đồng nghiệp mình thì cũng biết, có những bạn nó nghĩ sao pen. Ồ cất kìa tùm lum chân gớm, con này 75 gram ạ. Lấy này về nhà mình căng thử được nhiêu nha. Cái này gọi thăm Trung Quốc. Ôi đúng mà. Thấy cái lượng nó đi ngon lắm, mình đặt rồi mình thăm mình nghĩ là dính mà không dính. Thôi nó không có đi, lần này nó đi nè. Ủa, anh chập bá lửa luôn. Rồi ra đi. Đúng rồi ra. Ủa, vô mảnh. Ôi, rồi ỉa nè. Ui, xạo có cất là có tiền. Con này cũng 775 gram ạ. À, đã hả? Vô mảnh, vô mảnh. Ôi, ôi. Rồi giống hai cái bẫy nha. Rồi để mình bỏ chuột cho đặt tiếp thôi. Cái bẫy này mình nghi dính lắm mà. Đợt rồi thăm Trung Quốc, đợt này lụm liền. Rồi đây mình có cái nè. Cái này em đặt bá đạo lắm. Mà đã rồi thăm Trung Quốc à. Ủa bẫy đâu ta? Đây. Cái này kế cái bẫy mới dính ngắn hành khủng bự. À, đừng nói mắc thì vẫn chơi hoài nha. Rồi hình như không ổn rồi, bị mắc rồi. Mắc nữa, mắc nữa là về gắn không ăn chúa với trong khu quẹt thiệt à. Hi da, hên còn cái bẫy. Mình đặt bẫy có nhiều đồng nghiệp không không tưởng tượng nổi mình đặt theo. Bởi vì nói chung mắc bẫy cũng định đỡ, mới có hai cái. Có bạn mắc 20-30 cái một ngày luôn, thấy ớn, tội thì khổ ghê. Quốc à. Rồi uống chuột mình còn. Phát luôn cho nó luôn. Cái bẫy trước sau cũng lụm nữa à. Thăm hai lần Trung Quốc các bạn nè.
chỗ này ngon lắm, chỗ này ít khi nào mà đồng nghiệp đặt lắm. Mình đặt những chỗ mà thường thường mấy đồng nghiệp khác ít ít dạng không thích đặt á. Đây hên cái bẫy còn, cái này chỉ sợ là sợ người cắt cỏ cho bò đồ ăn á, tại khi thấy bẫy thì lấy bẫy thôi. Kỹ là mình được giang hồ hiểm ác, giang hồ hiểm ác. Rồi chỗ này mình có một cái nè, cái này rồi dính ngắn thành chút xíu. Ui nãy giờ bị mất bẫy quá, tính ra hết mắt hết 5 cái rồi, buồn như con chuồn chuồn luôn, thăm chưa được chục cái mất hết 5 cái. Đã vậy mà chó nó giặt hết 3 cái nữa, hai cái kia mình chỉnh sửa được. Rồi cái này thôi thua, cái này lưới nó bung hư hết rồi. Game này về mình lấy cái hôm lại, tận dụng cái hôm lại làm vô bẫy mới. Bữa nay ngày cẩu tặc, ngày bị mắc bẫy nữa chứ. Bẫy tặc, cẩu tặc luôn. Buồn như con chuồn chuồn luôn. Đây mình có một cái nữa nè. Cái này rồi dính gắn hành nhỏ xíu xíu. Hút hổ hành chà bá khoảng 2 kg rồi. Để lấy vốn này coi. Dạ. Hổ hành 2 kg chắc như mình thôi, mình làm dạo luôn quá. Lại có chuyện hổ hành 2 kg. Ồ, nặng rồi nha, nặng rồi nha. Nặng, quá đã, nặng rồi, cái con gì đây, cái này khó thăm. Quốc à, trời ơi, con hổ ngựa, vàng nín như nghệ luôn. Con này cũng 800 gram có, hơn, trời ơi, tại là hổ ngựa nữa, sao mấy ngày nay em dính hổ ngựa hoài ta. Con này chắc 800 gram hơn, nó vàng như nghệ vậy đó. Bây giờ lại là hổ ngựa nữa. Hổ ngựa mình không có ham. Thôi nhưng có gắn là mừng rồi. Vàng nín nè. Vàng cháy đi, rớt. Gì đâu mà thăm chưa được 10 cái mắc hết 5 cái bẫy rồi. Đúng rồi, đi thăm bẫy kiểu mình đi thăm bẫy mà mắc bẫy nản lắm ạ. Tới đèn. Ù. Con này mình đoán khoảng 900 gram á. 900 gram hơn à, hơn 900 gram. Ủa nó vàng như nghệ luôn, nội mẹ ơi con này. Cầu cả ký mà cho có khoảng ký lô hơn đó, để về nhà mình cần thử rồi sao. Bạn xem nè. Ồ, chập ba luôn mà chẳng ngính nghìn. Kinh khủng không? À? Quá đã. Rồi anh bắt nó ra. Ồ, dữ ghê không? Cái này có nơi gọi là mỏ giò sập dưa nữa. Bẫy này thăm 2 lần dính 2 con, lần trước dính cái hổ hành nhỏ xíu, này quất hổ ngựa chập bá lửa tú nhỏ xíu, tú mình mẹ mình nó mai này. Nhỏ xíu xíu con này nó không có độc nha, nhưng mà nó cắn ghê lắm ạ. À. Dữ lắm. Đó, một cọc vậy. Rồi ra đi. Ồ, vượt ra lần cái xíu. Trời đang chuyển mưa nè. Đây. Vàng ngính nghe. Ồ. Ngựa chập ba lửa, con này cũng 850-900 gram. Rồi để anh bỏ chuột cho đặt lại. Có con gì không đây? Có con găng chứ đừng nói có con chuột nha. Bữa nay mắc bẫy nhiều quá, quê lắm rồi đó nha. Nói chơi thôi chứ nghề nào cũng vậy. Bữa này bữa nọ là chuyện bình thường. Với lại tính ra số lượng bẫy mà mình mắc á, ít hơn những đồng nghiệp khác nhiều. Nặng rồi, nặng quá. Ui nặng rồi nha, ý quá đã, cút à. Rồi trời ơi, lại hụ ngựa nữa. Con này bằng con rồi á. Mới chát luôn, 2 con, 2 cái, 2 bên, 2 con luôn. Ôi trời, thua. Con này mình đặt 2 cái dính 2 con. Bó tay chứ, 2 con này cỡ 1. Vàng ngính. Có chịu đời nói không? Kệ có gắn mừng rồi. Ôi trời ơi, thêm con nó bó tay chứ. Mình nào giờ đặt ít dính con ngựa lắm. Cái bữa trước dính 3 con. Ừ, bữa nay chưa chân 2 con nữa rồi. Thôi ơi, gớm. Chạy ra nó lập. Cái tên. Y hè. Ồ, dặn lính.
Con này nó không vàng bằng con nãy, nhưng mà nó bự hơn con nãy một chút. Ù, nó khùng lên kìa. Ù, dữ ghê. Cầm 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 cầm. À, để em bắt nó ra. Đây, con mới chắc. Giờ đây con nữa, hai cái hai con luôn. Tại vì cách mình đặt á, chú ý mình bắt hổ hành à, cách mình đặt á. Nhưng mà cứ vô ngựa hoài. Bây giờ mấy bạn nào xem kênh bẫy gắn, các bạn để ý đi. Kênh mình ít khi nào dính hổ ngựa, đa số dính hổ hành không. Chúng mình hổ ngựa nhiều lắm đó nha. Nhưng mình đặt theo kiểu mình đặt bắt hổ hành. Hổ ngựa bán giá nó rẻ lắm. Cho mình giờ có 101 ký cái gì xuống à. Mà đợt trước bán được 102. Đây, hai con giật cấp bạc cho gái xuống nè. Tin kỹ ta làm ăn khác nhau. Tin con làm ăn này không được rồi. Ồ, có bác nào chạy xe đạp ra nữa đó, hai con quá đã quá đã. Rồi để em tranh thủ bỏ chuột cho đặt lại nha, có người đang chạy xe ra, nguy hiểm luôn, nhìn gặp nguy hiểm luôn, nhìn gặp. Mình có đặt tay cái nè, cái này rồi 3-4 cái mình đem theo, có 4 cái 5 cái mình đặt thêm vô. Bọn con chập bá nữa coi, mà hổ hành nữa nha, chứ đừng hô ngựa nha, hổ ngựa mình cũng quê à. Mà nếu không có dính hổ hành này, dính hổ ngựa cũng được, còn hơn là chuột chết. Nặng rồi, nhẹ cút à. Hổ hành hổ hành có chút xíu, nhưng thôi nhỏ nhỏ cũng quá đã quá đã. Ủa, có ai 3-4 người luôn. Hổ hành có chút xíu, con này khoảng 250 gram. Để mình bắt nó ra. Rồi, mấy người chạy xe đang nhìn mình. Mong sao là cái bẫy vẫn còn. Chạy nó giờ đi. Mắc bẫy là mắc bẫy thôi, chịu thôi chứ biết sao giờ. Là mình đang đậu xe là 2-3 người như đàn ông, có chuyện gì không? Hổ hành này khoảng 300 gram à. Rắn này bán được. Nuốt chuột bụng trong bóc. Rồi để mình tranh thủ mình bỏ chuột cho đặt lại nha. Có 2-3 người nguy hiểm quá. Mong là sẽ lần sau cái bẫy vẫn còn. Cánh đồng lúa đẹp ghê hồn không? Kệ mắc bẫy thì mắc bẫy, chuyện bình thường như cơm bữa. Mình đặt theo cái đường ganh này nè. Lúa này vài bữa nó cắt được. Cào quá trời ta. Cào cào này giờ người đi Sài Gòn á, có món cào cào chiên mỡ. Nghe nói Thuận Thành nổi tiếng lắm à. Này con cái nè. Cái này gọi dính gắn hổ ngựa chích sình, mình không quay. Có không ta? Hình như không. Chích sình thì gớm. Muốn con chà bá rồi. Ồ. Mình thấy nó lú cái đầu ra kìa, thấy chưa? Đó. Đó cái đầu đó, đen đen á. Nhỏ nhưng bự lắm. Hổ hành, hổ hành. Yeah. Cứt à. Trời ơi, hổ hành nhỏ nhưng bự lắm. Ồ. Cũng bự chứ. Này có 400 gram hơn à. Thấy cái đầu nhỏ ăn ngờ đâu, cũng bự. Bữa nay trúng mánh à. Trúng gắn mà cũng trúng bẫy luôn, mắc bẫy luôn. Con này ngon, con này 450 gram à, 440 gram. Nãy gặp mấy người bẫy chim á, nhìn thấy ham chứ. Còn họ dán keo á. Nhìn dính quá trời luôn. Ù, con này mở cũng bự tái, con này 450 rồi nửa ký. Ù, con chuột cơm. Rồi không. Để họ xử lý. Em bắt tranh thủ mình bắt đây. Ép bịch lúa nè, hôm gớm. Khóa hôm đi chứ. Con này không gần nửa ký có. Rồi, để ra đi. Kéo luôn cho rồi. Này rồi. Ỉa chưa ra khỏi bẫy ỉa. Sợ nó chạy uổng gắn. Ồ, ngoài nửa ký à. Quá đã quá đã.
Ồ, hình như có xe chạy vô. Ờ, tranh thủ mình bỏ chuột vô đặt lại nha. Có tiếng xe đang chạy vô. Cái bẫy này mình đặt kế nhà ta, mình không dám nuôi lớn. Nhà xanh khác lên luôn. Cái bẫy này mình mới thăm 2 đêm mà, mới đặt được 2 đêm. Sẵn cái luồng bẫy mình đi than thăm đó, sẵn rồi thôi thăm luôn. Cái gì này? Nặng nặng cái coi. Quốc à, của anh nữa, quá đỡ quá đỡ của anh. Sát nhà ta nguy hiểm quá. Mình tranh thủ để mình bắt nó ra luôn. Gần nhà ta nè, con này chắc khoảng 450 gram á, 400 gram. Ủa, nó có bụng chuột mình trong bóc này họ thấy nặng ói ra. Ồ, con này cũng bự chứ, này 450 à. Quá đã, quá đã. Nuốt bụng chuột trong bóc thì đời nói không. Rồi để mình tranh thủ mình bỏ chuột vô đặt lại, tại gần nhà ta nguy hiểm quá. Đặt cái này mình đặt sát nhà ta luôn, ngỗng kêu hoài. Ủa, bướm nó bay quá trời bay ta. Bướm bướm bay, bướm bướm bay, bo bằng bo bè bò búp mè. Đây con cái nè, cái này mới 2 đêm à. Cái gì không ta, cái đá gì không, động tĩnh gì không? Nãy mới dính gắn hoành nhỏ mà nó quay, tại sát nhà ta chó sủa quá, thôi bỏ quay luôn. Quốc à, rồi ơi, con chuột mình chích quéo quèo đúng buồn như con chuồng chuồng. Anh em bỏ chuột cho thay lại, chỗ này ngon quá, con chuột chết uổng quá. Ồ, cảnh hồng lúa bát ngát, vài bữa nữa người ta thu hoạch được rồi, thu hoạch bắt đầu gắn, bắt đầu nó sẽ không còn ra ruộng, nó sẽ rút vô bờ nữa. Cảnh đồng lúa đẹp kinh khủng không? Rồi luôn, còn cái này là cái cúng cùi, là cái cuối cùng của ngày hôm nay. Bữa nay nói chung thăm 7 con chúng ánh. Hốt hồi chót thôi, quốc con chập bá lửa cái coi. Ai đang bán cá tây tượng gì không biết nữa, sẵn quảng cáo luôn cho cá tây tượng luôn. Nó đặt bẫy đây rồi ta. Đây. Đại kỹ gì đó mà mắc bẫy hoài à. Quốc con chập bá coi. Hốt hụt chót cái nặng ai hơi nhẹ. Quốc à, thật ơn chuột chạy ra hello cho đời nói không. Bẫy này mình mới đặt được có 2 đêm mà, không đúng 1 đêm mà chứ, 2 ngày 1 đêm mà. Tại mình thăm cái luồng bẫy gần đây nè, thôi sẵn mình ghé thăm thử luôn, rồi sau này đi thăm lần một cho nó đã dễ. Rồi để về nhà mình căng thử được bao nhiêu nha. Nói chung bữa nay trúng mánh. Rồi đây mình về tới nhà rồi. Bữa nay nói chung thăm cũng trúng mánh nữa. Hôm nay có hàng khủng á, 2 hổ ngựa bự với con hổ hành cũng bự. Hổ hành đó chứ mình đóng khoảng 75 gram. Đây hôm nay chắc mình nghĩ chắc cũng khoảng 3 ký mấy 4 ký á. Đây đây một hổ hành quá đã, quá đã, có con hổ hành bự lắm, 75 gram. Đây là 2 hổ ngựa chập bá luôn. Rồi để anh cân thử nha. Trời ơi, cái gỏi hút thu qua làm chịu đời nổi không. Ê, bao nhiêu đây, cần 2 hổ ngựa trước nha, 2 hổ ngựa này nó ngang ngửa nhau à. Ồ, nhận nín luôn, nhìn đã ghê hồng không. Cái tên một ký 8 giác. Bao lưới nhỏ xíu à. Nói chung là 2 con này gần ký 8 á. Wow. Thì mình đón đúng bộ, mình đón con nãy con 800 gram, 850 gram á, con 900 gram á. Ồ, ký 8, quá đã. Đây là hổ hành. Này có con 750 gram nè, con này nè. Chập bá luôn. Ê, tính tên. Ồ, 2 ký 2 giác còn 2 ký 1. 2 ký 1 với kia 1 ký 8 nữa. 3 ký 9 gần 4 ký. Bữa nay gần 4 ký. Bữa nay trúng ánh nè. Mình cũng xin kết thúc video đây. Chúc các bạn xem video rẻ nha. Chiều nay mình cũng tranh thủ đi đặt thêm mấy cái, 10 mấy cái bẫy nữa.